Chào mừng quý vị cô bác đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày ạ. Quý vị thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Tuất là cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Dù làm bất kỳ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang tháng 8 âm lịch được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối, cho nên thời điểm này tuổi Mậu Tuất sẽ được nâng đỡ và che chở rất nhiều. Công việc hanh thông thuận lợi, làm gì cũng được suôn sẻ, may mắn và cát lành. Con đường tài lộc trong tháng này luôn luôn rộng mở đối với tất cả quý vị gia chủ. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi để nắm bắt được vận trình tài lộc của mình trong tháng 8 này quý vị nhé. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 mệnh Bình Địa Mộc là người thành thực, trung hậu và có hiểu biết rộng. Đây còn là người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người. Họ cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân nếu cảm thấy cần thiết. Và vì vậy, họ được nhiều người tin tưởng và yêu mến. Người tuổi Mậu Tuất có thể trở thành bạn bè hoặc cấp dưới đáng tin cậy. Họ cũng có khả năng chịu đựng khó khăn, gian khổ. Khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ. Họ có khả năng hợp tác với người khác để làm nên sự nghiệp chung. Mậu Tuất là người rất có năng lực làm việc, nhưng họ không phải là người có tài ăn nói. Họ cũng không thể nào giữ yên lặng trong khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, vì không có khả năng biểu đạt, nên họ thường chỉ có thể nói rất thẳng ý kiến của mình về mọi việc. Nếu không làm được như vậy, họ sẽ cảm thấy cô độc. Tuổi Mậu Tuất mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường, nên họ không có nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với đời. Trong tháng này, phương diện sự nghiệp liên tục gặp khó khăn trắc trở, đời sống tình cảm cũng có nhiều sóng gió, những phương diện mà bạn cần lưu tâm cũng nhiều hơn. Đặc biệt, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác, tốt nhất nên tránh can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Với chuyện tình cảm cá nhân, gia chủ cũng nên bao dung và thấu hiểu hơn đối với người thân trong gia đình. Đừng làm mọi việc theo ý của mình, cũng đừng cố bới móc sai lầm của người khác. Hãy cố gắng nhượng bộ khi gặp bất đồng, càng gay gắt sẽ càng dễ gây tổn hại lớn đến mối quan hệ, cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần của bạn. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Kỷ Âm Thổ nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các quý vị gia chủ Mậu Tuất trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, cần có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi công việc tháng Kỷ Dậu cho quý vị gia chủ Mậu Tuất, sự cố gắng không ngừng nghỉ ắt mang lại nhiều trái ngọt cho sự nghiệp. Gia chủ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo cấp trên, đồng thời cũng có uy tín với những nhân viên cấp dưới. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này cũng gặp phải không ít khó khăn rắc rối trong công việc. Khuyên bạn hãy thử nghe theo những người trẻ tuổi hơn, biết đâu bạn sẽ tìm được hướng đi mới trong giải quyết công việc của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng Kỷ Dậu năm 2022, về mặt tài chính của con giáp này không có nhiều biến động, mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo khiến bạn đỡ tốn nhiều thời gian. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần phải có thái độ cẩn thận và tham khảo ý kiến của mọi người nếu cần thiết. Người làm kinh tế có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty. Người làm công ăn lương đạt được những thành tích đáng tự hào nên có rất nhiều cơ hội được thưởng nóng, tăng lương. Thêm vào đó, lối sống tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng giúp bản mệnh tiết kiệm được một khoản tiền kha khá trong suốt những năm tháng vừa qua. Bạn có thể tận hưởng một cuộc sống dư giả, thậm chí giúp đỡ được mọi người. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất
giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe trong thời gian này không được lạc quan cho lắm. Vì tuổi tác đã khá nhiều, không nên làm việc quá sức, dễ gây tổn thương không đáng có cho cơ thể như căng thẳng thần kinh, đau mỏi xương khớp. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn nặng lòng với công việc, không có thời gian. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Nếu cơ thể có những cảnh báo rõ ràng, bạn nên gác công việc hàng ngày lại và đi khám chữa bệnh ngay, chớ để kéo dài khiến bệnh ngày càng trở nên nặng. Các quý vị gia chủ Mậu Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 8 âm lịch cho quý vị gia chủ Mậu Tuất trên phương diện tình cảm gia đạo cho thấy nhờ cách ứng xử khéo léo và chuẩn mực mà gia chủ ngoại giao tốt, không làm mất lòng ai, thậm chí còn tạo được ấn tượng sâu sắc cho người đối diện. Tuy nhiên, nên chú ý khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để bản thân cuốn theo những thú vui nhất thời, sinh ra những động tác tiêu cực trong gia đình. Đa số các cặp vợ chồng biết quan tâm, chăm sóc và bao dung cho nhau. Hai người đã quá hiểu nhau nên không còn mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn có thể làm mới tình cảm của mình, khiến cuộc sống trở nên thi vị hơn. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão hình Dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Mậu Tuất trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 8 năm 2022, tức ngày 31 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Thìn, có nạp âm sai trung thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 8 năm 2022, tức ngày 12 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Thìn, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 8 năm 2022, tức ngày 24 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Thìn, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mậu Tuất trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 8 năm 2022, tức ngày 30 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Mão, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 8 năm 2022, tức ngày 11 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Mão, có nạp âm Lôi Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 8 năm 2022, tức ngày 23 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Mão, có nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống, vào số phận trời sinh của mỗi người, đúng không ạ? Bởi vì ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua phần luận giải tử vi cho quý vị gia chủ Mậu Tuất trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình. Từ đó quý vị có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại. Trước khi rời đi, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo nhé.